Ngôn lanh lợi lắm mới mới trốn được đó. Còn mấy con ở trỏng kìa, em rủ nó tìm cách trốn sợ, em sợ mấy đứa khác cũng bán đứng em giống như con nhỏ À, này nên em đâu có dám rủ nữa đâu. nói chung là về đây được là mừng lắm rồi em ơi, mừng lắm rồi ở Nhưng đây. mà đã quay trở lại với kênh của tất cả anh em. Thì hiện tại là theo lời kể của bà con lối xóm cho rằng là nơi đây là nơi sinh sống của một ông cụ cùng với một cái thiếu nữ đó, thì không biết là thực hư cái câu chuyện như thế nào, thì mời bà con cô bác anh chị em hãy cùng với các anh em để di chuyển bên trong nhé. Mà bị gớm nhỉ. Ở nơi đây nghe có một cô chia sẻ là ở trong này có một ông lão đang sinh sống à. Không biết ông có nhà không ta? Ê, ê, ê. Có phải con gái ông không? Ừ. Sao lại có con gái ở đây vậy? Sao một nam một nữ lại ở trong này? Ủa sao cái bà kia bà kể rằng là ông có một mình ông mới sống đây à? Ừ, thế nó. Ôi, đang làm gì? Ôi, sao mặc đồ gì ghê vậy? Em thấy con bé hay là con gái của ông đó ta? Mà người ta cho rằng là ông sống mình mà. Hello em. Em ơi. Ủa, từ từ. Ơ, ai vậy? Mấy anh vô đây làm gì? Hôm nay con làm phụ nữ có mình nè, mấy anh vô đây làm gì? Đi đi, đi về hết đi. Tụi anh tới đây làm gì vậy? Tới thăm ông lão. Con bé sao nhìn quen thế ta? Ủa mà em là ai? Em hỏi mấy anh là ai mới đúng á. Tự nhiên nhà nhà con này quen lắm. Con này nhớ gì? Mấy anh là ai mà nhớ? Mấy anh là ai vậy? Chứ tụi anh đã cứu em lần nè. Đây đây đây, tụi anh hồi xưa. Ờ đúng rồi. Cứu em khỏi động bán diêm nè. Trước em làm cà phê đúng không? Bữa nào mà con cà phê tròi tụi anh giải cứu em một lần rồi đó. Bữa trước em ở nhà hoang đấy. Anh nè nhớ không? Con mũi chán kìa, con mũi chán. Em nhớ rồi. Ai, em nhớ mấy anh rồi, em nhớ rồi. Mấy anh tên gì? Em nhớ không làm hình như anh này anh Trình thì phải. Thấy không Trình không? Đúng rồi. Mà sao lại ra đây ở quán ngồi xuống nói chuyện? À vậy hả? Ờ, nghe anh đi chơi đi chợ tưởng ai. Tự nhiên em nữ bỏ con mình tự nhiên băng băng. Em không biết gì đâu. Ủa, sao em ở đây vậy? Em ở. Hồi trước tụi anh nó cho tụi em tiền mà để em có phê phòng trọ rồi mà. Ủa, em ngồi đi. Em cứ ngồi xuống đi. Chuyện gì? Sao anh mặc như thế này? Sao anh mặc như thế này? Là chuyện nó dài lắm. Bây giờ ông cơ. Giờ em phải mà đâu đây trong cái quãng thời gian mà mấy tháng vừa qua tụi anh tìm tụi em không thấy đó, thì ủa cái quãng thời gian qua em đi đâu mà sao tụi anh tìm không thấy? Khoảng thời gian qua hả, thì đôi đúng là mấy anh giúp đỡ rồi mướn phòng rồi cho em đầy đủ, nhưng mà em cũng có tìm công việc làm nhưng mà nó không có suôn sẻ được như ý. Rồi em mới buồn quá em đi lang thang. Rồi vô tình em gặp được cái ông chú ở đây nè. Rồi ổng thấy em, rồi ổng hỏi em là sao lại ở đây, rồi em nhà ở đâu, sao không về. Lúc đó chắc khuya rồi, lúc đó cũng cỡ 1-2 giờ khuya rồi. Em không có nơi để về nên thấy vậy ổng mới nói là thôi thì qua nhà ở chỗ của ổng tạm, rồi có gì sau này tính tiếp. Rồi bế tắc quá em cũng theo ổng qua đây ở tới giờ. Ờ, nhưng cái trong cái khoảng thời gian đó tại sao em lại không lo làm ăn mà em lại bế tắc chuyện gì mà em có thể đi theo ông ấy? Buôn bán thì nó ế lắm, không có dư, rồi nó tồn vốn dữ lắm, thấy vậy rồi em cũng không có việc gì để mà làm. Rồi vô tình đó là cũng có khoảng thời gian sau đó nữa em cũng có nghe mấy cái đứa mà đi làm cũ chung á, nó ngủ em nghe nói là đi qua Cam á là có tiền dữ lắm. Rồi từ ban đầu em cũng nghe cũng sợ sợ, nhưng mà tụi nó thuyết phục nhất đó là em thấy tụi nó là bạn bè làm chung lâu năm với lại quen biết cũng lâu rồi, chắc em cũng không có đến nỗi nghĩ rằng tụi nó sẽ bán đứng em đâu. Nhưng mà đi em cũng tin tụi nó đi qua bên Cam làm, nhưng mà nói thẳng tụi nó bán đứng mình cũng không hẳn là vậy. Tụi nó
giới thiệu mình qua lặng lấy tiền cò thì có thể điều đó là đúng đi, nhưng mà tụi nó cũng không có dạng như tụi nó không có cố tình là để cho em sẽ bị vậy vậy đó. Là cách mà họ ở bên Cam á là qua bển hay là mới đầu á tụi nó cũng đối đãi với em nhiệt tình lắm, cho em ăn uống đồ thoải mái lắm. Hả? Nó đang thui nhiều quá, nó đen như cái gì đó, sút cam mà sao trắng. Cái nguyên cả bài dùng cả bài gì đó chụp tùy, có bữa ba thằng, bữa năm thằng. Ôi trời ơi, em mọi thấy em cái đứa nào tôi khoan, ba thằng năm thằng nó làm gì em? Thì nó nó bắt em trả nợ đúng không? Trả bài hả? Thì nói chung là làm xong rồi tụi nó cho em ăn uống chứ cũng không có cho tiền gì hết trơn á. Trời đất ơi. Em rủ tụi nó chơi trốn đi nhưng mà không có đứa nào dám trơn á. Có con nhỏ nó coi nó còn học lại cho mấy ổng nghe, mấy ổng đánh em gần chết luôn, nói em rằng em bị cách bỏ trốn rồi này kia. Coi có ai ác như nhỏ đó không, mình chỉ nó lặn rủ nó về lặn cho nó thoát thân, nó còn kể lại cho ông nghe. Em thấy thì từ đó vậy sao em cũng không, em có làm gì cũng không nói với nó hết trơn á. Em cũng trốn, em trốn mấy lần rồi đó, em trốn mới được á, em trốn rồi lúc đó rồi đi cũng đi lang thang ngoài đường á, cũng đi lang thang ngoài đường á, mà cũng may là có người có lòng chắc ẩn đó. Rồi bắt đầu cái người, em hỏi người ta là đường về thành phố chỗ nào, đường về Sài Gòn chỗ nào, cũng có người này người kia chỉ, người này chỉ khúc, người kia chỉ khúc đó. Rồi có bữa thì em mạnh dạn cũng nói thật cho nhà người nào á, mà mình mà ngại á thì đói làm sao. Em cứ luẩn lượn thôi, em mới xin người ta, em nói anh chị ơi, cô chú ơi gì đó, cho con xin miếng ăn đi, mấy ngày nay con không có ăn gì rồi. Cái người ta cho ăn cái cứ mấy bữa vậy em mới ăn được lần, mấy bữa em mới ăn được miếng gì đó. Cái cuối cùng sao lọt về đất Sài Gòn á, em cũng mừng quá đó. Rồi đó còn lang thang ở ngoài đường ít đó. Em cũng đi kiếm quán cà phê đi làm, nghĩ rằng kiếm tiền đi làm lại lần khôi phục cuộc sống của mình. Nhưng mà ai dè đâu xui xẻo quá, mới làm được có 2-3 ngày cái người công an lẫm rồi. Nó chưa cái công an nó lẫm mất tiêu rồi. Cái mà hên là em không có chơi đồ, nó test em không lên, nó thả em về. Test em không lên, nhưng mà chỉ có cái là nó giam mình 24 tháng thôi. Cuối cùng sao rồi em dốc dưỡng quá cũng không biết gì đâu, tại vì tiền làm 2-3 ngày em cũng ăn hết trơn rồi. Cái bí quá đó, rồi em cũng lang thang ngoài đường rồi mới gặp ông chú này. Vậy là lý do em vô đây. Vậy cho anh hỏi nhá, trong cái khoảng thời gian mà em bị bắt như thế, người nhà em có liên lạc với em không? Ý là bị mấy kia bắt sang Campuchia ấy. Không, trời, qua bển là nó tịch thu điện thoại mới cho ai, nó làm sao cho mày đấy. Không liên lạc được cho người nhà hả? Không, không liên lạc được. Qua đó là thoát được là may lắm rồi đó. Em hoạt ngôn lanh lợi lắm mới trốn được đó. Còn mấy con ở trỏng kìa, giờ em rủ nó tìm cách trốn á, em sợ mấy đứa khác cũng bán đứng em giống như nhỏ này, nên em đâu có dám rủ nữa đâu. Nói chung là về đây được là mừng lắm rồi em ơi. Mừng lắm rồi. Nhưng mà